Xin chân thành cảm ơn Asus và MSI đã tài trợ cho chuyến đi Computex lần này. Xin chào tất cả các bạn. Thì bây giờ mình vẫn đang đứng tại gian hàng của Asus và đây chính là hai chiếc laptop vừa được Asus giới thiệu tại sự kiện Computex lần này. Và đây chính là chiếc Zephyrus M và đây chính là chiếc Scar 2. Đây sẽ là một mẫu laptop cao cấp của Asus và đây sẽ là một mẫu laptop tầm trung. Và đây sẽ là hai mẫu laptop mà được nâng cấp với cả phiên bản của năm ngoái. Với chiếc Zephyrus thì mình cảm giác là chất lượng hoàn thiện của chiếc Zephyrus đã được làm tốt hơn so với cả phiên bản năm ngoái và hệ thống LED RGB nhìn nó cũng mượt mà hơn. Và việc Asus đẩy hệ thống bàn phím lên như này, mình cũng thích hơn là việc Asus để bàn phím vào đằng dưới, bởi vì mình sẽ có thể sử dụng touchpad thoải mái hơn cũng như là mình có thể gõ phím một cách tốt hơn. Rồi ngoài ra thì phần kim loại ở đây Asus đã làm chắc chắn nó chắc chắn hơn rất nhiều. Và về cấu hình của nó bên trong như thế nào thì chắc là sẽ có những thông tin chi tiết sau. Và ở đây thì Asus sẽ chỉ nói là nó sẽ sử dụng là các đồ họa là GTX 1070 trở lên và vi xử lý là Intel hệ thứ 8 thôi. Về màn hình thì nó cũng sẽ giữ nguyên như là phiên bản năm ngoái, và về chất lượng của màn hình thì mình cảm giác là nó vẫn khá là đẹp như là phiên bản năm ngoái và nó không được chắc chắn lắm. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là một chiếc laptop mỏng nhẹ thì mình cũng sẽ chấp nhận được điều này. Còn chiếc laptop thứ hai mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn đấy chính là chiếc Rogue Strix Scar 2. Và đây sẽ là một phiên bản nâng cấp của phiên bản năm ngoái. Năm ngoái đã có một chiếc Scar rồi và đây sẽ là chiếc Scar 2. Mình có thể các bạn có thể nhìn thấy điều được nâng cấp đầu tiên của chiếc Scar 2 đấy chính là viền màn hình của nó đã được làm mỏng hơn rất là nhiều. Phiên bản năm ngoái viền màn hình còn khá là dày thì bây giờ nó được làm mỏng hơn khá là nhiều đấy. Ngoài ra hệ thống LED RGB cũng đã được nâng cấp. Nếu như LED RGB năm ngoái nó được làm khá là xấu thì bây giờ nó đẹp hơn rất nhiều. Hệ thống mặc dù đây không phải là hệ thống LED RGB từng phím nhưng mà nó cũng có độ chuyển rất là mượt. Hệ thống LED RGB chuyển nó rất là mượt. Từ ngoài ra nó cũng được nâng cấp thêm đấy chính là một giải LED RGB ở phía trước đây. Các bạn có thể nhìn thấy giải LED RGB ở phía trước nó rất là đẹp và nó khác biệt so với cả những mẫu laptop khác trên thị trường hiện nay. Và phần bàn phím này ngoài được nâng cấp hệ thống LED RGB thì mình cảm giác gọn nãy giờ của nó đấy chính là phần bàn phím này đã được cải thiện cảm giác gõ lên rất nhiều. Mình có thể gõ bàn phím có độ đẩy rất là tốt này, rồi hành trình phím cũng rất là sâu, thế nên nó sẽ hứa hẹn là một mẫu laptop chơi game có bàn phím tốt nhất thị trường, kể cả việc chơi game và việc gõ văn bản. Chỉ có một điều duy nhất là mình không thích ở trên chiếc Scar 2 này, đấy chính là touchpad của nó đã làm tệ hơn năm ngoái khá là nhiều, bởi vì mình có độ rít nhất định khi mà mình sử dụng touchpad và hai phím chuột trái phải nó cũng không được thích cho lắm. Nhưng mà có điểm mất nhưng mà cũng sẽ còn có một điểm được nữa, đấy chính là phần nền bàn phím ở đây, phần nền của chiếc Scar 2 này nó đã được làm chắc chắn hơn một chút so với cả phiên bản năm ngoái. Còn về cấu hình thì nó sẽ là cấu hình của năm 2018, có nghĩa là vi xử lý hệ 8 và những chiếc card GTX 10 series, và sau khi Nvidia cung cấp 20 series thì nó cũng sẽ được trang bị là 20 series hoặc là 11 series gì đấy. Và đây sẽ là những preview vừa mới nhất dành cho các bạn với hai chiếc laptop mới nhất của Asus. Còn về thông tin chi tiết hơn thì chắc là mình sẽ dành cho các bạn ở trong một video đánh giá chi tiết khi sản phẩm có mặt tại Việt Nam.